Đại tá Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập, bỏ lại đằng sau bao trận đánh, kịp vào thành phố sáng tên người. Độc Lập theo tăng vào cổng chính, cờ treo trên đỉnh nước non ơi. Các bạn thân mến, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thái Bình là tỉnh có tỷ lệ người tham gia quân đội so với dân số cao nhất miền Bắc. Trong đoàn quân trùng điệp ra trận, rất nhiều chiến sĩ Thái Bình đã lập chiến công xuất sắc, là nhân chứng cho những sự kiện trọng đại của dân tộc. Điển hình trong số đó là anh hùng Bùi Quang Thận, người đầu tiên cầm lá cờ chiến thắng của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc dinh Độc Lập vào 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc sống của ông có gì thay đổi khi thực hiện thành công sứ mệnh quan trọng này? Các bạn hãy cùng chân dung lịch sử tìm hiểu rõ hơn trong video ngay sau đây. Một, tiểu sử của đại tá Bùi Quang Thận. Đồng chí Bùi Quang Thận sinh năm 1948, mất năm 2012. Ông sinh tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đồng chí Bùi Quang Thận tham gia vào quân đội năm 1966. Ông luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ pháo thủ, ông được lên làm đại đội trưởng đại đội 8, trung đoàn tăng thiết giáp 202. Với chức vụ là đại đội trưởng đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn tăng thiết giáp 203, quân đoàn 2, ông chỉ huy quân đội nhận nhiệm vụ đánh chiếm dinh Độc Lập khi tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh. 2. Linh hoạt đơn vị cắm cờ. Mùa xuân năm 1975, trước những đòn tấn công quyết liệt của ta, một nửa binh lực của quân ngụy Sài Gòn đã bị tiêu diệt, buộc phải rút chạy khỏi quân khu 1, quân khu 2. Với bản chất ngoan cố, chúng vẫn ra sức tổ chức lực lượng, tích cực phòng ngự, thiết lập các tập đoàn phòng ngự từ xa như Tập đoàn Phòng ngự Phan Rang, Tập đoàn Phòng ngự Xuân Lộc nhằm cố gắng bảo vệ Sài Gòn để có thể ép ta trên những bàn đàm phán ngoại giao. Đứng trước tình thế đó, tháng 4 năm 1975, ta quyết định mở chiến dịch tiến công mang tên Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn và toàn bộ miền Nam, thống nhất đất nước. Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh đã tổ chức 5 cánh quân, đồng thời tiến công Sài Gòn theo 5 hướng khác nhau, với các mục tiêu được phân công cụ thể cho từng hướng. Trong đó, việc đánh chiếm mục tiêu dinh Độc Lập được giao cho quân đoàn 4, thuộc cánh quân phía Đông đảm nhiệm. Tại cuộc họp giao nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh, khi thấy Bộ Tư lệnh chỉ giao cho quân đoàn 4 đánh chiếm dinh Độc Lập, một sĩ quan tham mưu đã thắc mắc: trường hợp quân đoàn 2 vào trước có được đánh chiếm dinh Độc Lập hay không? Nhận thấy đó là một ý kiến hợp lý, Tư lệnh Lê Trọng Tấn đã khẳng định: kế hoạch là như vậy, nhưng đơn vị nào vào trước thì đánh chiếm dinh Độc Lập cũng được. Dẫu có kết luận như vậy, song sự lựa chọn của Bộ Tư lệnh Chiến dịch cho việc đánh chiếm mục tiêu quan trọng nhất và cắm lá cờ chiến thắng lên nóc dinh Độc Lập vẫn là quân đoàn 4. Thế nhưng thực tế lại diễn ra không đúng như vậy. Mặc dù quân đoàn 4 đã có sự chuẩn bị rất chu đáo và giao nhiệm vụ cho Sư đoàn Bộ binh 7 thực hiện nhiệm vụ này. Quân đoàn 2 được giao nhiệm vụ tấn công vào Sài Gòn từ hướng Đông Nam. Do khoảng cách đến mục tiêu dinh Độc Lập còn xa, nên Bộ Tư lệnh quân đoàn quyết định dùng một phần lực lượng để đánh địch ở vòng ngoài, theo hình thức đánh bóc vỏ. Sau đó tổ chức một binh đoàn thọc sâu với lực lượng nòng cốt là lữ đoàn xe tăng 203. Nhiệm vụ cắm cờ sẽ được giao cho binh đoàn này. 3. Phút thăng hoa của người anh hùng trận mạc. 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4, khi binh đoàn thọc sâu của quân đoàn 2 đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở cầu Rạch Chiếc và cầu Sài Gòn, phát triển tiến công về phía cầu Thị Nghè, lữ đoàn trưởng lữ đoàn xe tăng 203, đồng chí Nguyễn Tất Tài lệnh cho đại đội 3 ở phía sau vượt lên, chiếm đầu cầu rồi chớp thời cơ, chọc thẳng vào mạng sườn địch. Bị cú đánh bất ngờ, địch thoáng chững lại, đội hình có phần nhốn nháo. Xe tăng ta vừa tiến đến đầu cầu Thị Nghè thì bất ngờ một tốp xe tăng địch từ phía trước xuất hiện, phản công quyết liệt. Đại đội trưởng Lê Tiến Hùng chỉ huy chiếc xe tăng thứ 2 bị thương, buộc phải dừng lại. Tình thế khá nguy cấp, đại tá Bùi Quang Thận lập tức cho xe 843 vượt lên, bắn cháy liền một lúc cả hai xe tăng M41 và M113 của địch. Trong xe, đồng chí Bùi Quang Thận chỉ còn duy nhất 2 viên đạn. Vừa qua khỏi cầu Thị Nghè, đồng chí lại đụng phải 3 chiếc xe tăng địch xông ra đánh chặn. Ngay lúc đó, đồng chí Vũ Đăng Toàn, chính trị viên đại đội 4 trên chiếc xe tăng 390 đã chỉ huy bắn cháy luôn cả 3 chiếc tăng của địch. Bọn địch ngồi trên mấy chiếc xe bọc thép gần đấy,
Thấy thế hoảng hốt nhảy ra khỏi xe, bỏ chạy tán loạn. Tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch hoàn toàn bị tan vỡ. Được sự giúp đỡ và chỉ dẫn của nhân dân và biệt động thành, lữ đoàn tăng 203 đã chia làm hai mũi, hướng theo đường Hồng Thập Tự, tốc thẳng vào Dinh Độc Lập. Lúc 10 giờ 15 phút, chiếc xe tăng 843 của đồng chí Bùi Quang Thận dẫn đầu đã vượt qua các ổ đề kháng của địch, vượt qua khu nhà xanh, vượt qua cả những họng súng đang ngơ ngác của địch, lừng lững tiến thẳng vào cửa Dinh Độc Lập. Khi thấy tòa nhà trắng lóa hiện ra trước cửa xe, đồng chí Bùi Quang Thận cho lắp một viên đạn nã thẳng vào dinh để thị uy. Đạn thối, không nổ. Ông cho nạp viên cuối cùng cũng lại không nổ. Lúc đó, một chiếc xe tăng của ta đã húc thẳng vào cánh cổng Dinh Độc Lập. Đồng chí Bùi Quang Thận cho xe lùi ra, húc tiếp vào cánh cổng bên trái của dinh. Đó là đòn tấn công cuối cùng của chiếc tăng không còn vũ khí. Cũng may cho đồng chí Bùi Quang Thận và đồng đội trên xe, một người vô danh nào đó trong dinh đã kịp cắt cầu dao hàng rào điện tử. Không may, chỉ chạm vào cổng sắt là chiếc xe của ông sẽ bị nổ tung. Phải đến cú húc thứ ba, cánh cổng sắt mới chịu đổ sập. Đồng chí Bùi Quang Thận cho xe tốc thẳng vào sân Dinh Độc Lập. Trước mặt đồng chí Bùi Quang Thận, tuyến phòng ngự cuối cùng bảo vệ dinh của địch với hàng chục chiếc xe tăng, xe bọc thép và rất nhiều súng ống, đạn dược tối tân. Còn ông và đồng đội chỉ có hai tay trắng và chiếc xe tăng lồng nhồng vỏ đạn. Đồng chí Bùi Quang Thận giật phát lá cờ trận mạc cắm ở trên xe tăng, quay lại bảo lái xe Lữ Văn Hóa, pháo thủ Thái Bá Minh. Các cậu ở lại, mình vào dinh nhé. Nếu không thấy mình quay ra, cũng không thấy lá cờ này nhô lên, thì tức là mình đã hy sinh ở trong dinh rồi. Thế rồi, với lá cờ trong tay, đại tá Bùi Quang Thận xông thẳng vào sào huyệt cuối cùng của kẻ thù. Qua bậc tam cấp, ông bị đánh bật trở lại. Đại tá Bùi Quang Thận ngỡ ngàng một chút, rồi chợt nhận ra đó chỉ là bức tường kính trong suốt mà thoạt đầu ông không nhìn thấy, cũng chẳng biết đó là cái gì. Một người đàn ông áo cộc tay trắng chỉ cửa cho đại tá Bùi Quang Thận. Cửa đây mà ông! Trong nhà mát rượi như giữa hang đá, toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn cũ đã có mặt đông đủ. Họ ngồi, đứng nhấp nhô quanh bàn. Trông ai cũng rất lịch sự, áo cộc tay trắng, tóc chải mượt, mùi nước hoa thoang thoảng khắp phòng. Họ ngỡ ngàng nhìn người đại diện đầu tiên của quân giải phóng. Một người lính gầy gò, gương mặt đen đúa, hốc hác vì đói ăn và thiếu ngủ. Không chút do dự, đồng chí Bùi Quang Thận quát hỏi. Ông nào là Dương Văn Minh? Cho tôi gặp ngay Dương Văn Minh. Dạ thưa, ngài gặp Tổng thống có việc gì ạ? Để ông ấy dẫn tôi đi cắm cờ. À dạ, cái việc ấy thì ông này làm được, chỉ có ông ấy mới biết chỗ. Một người áo cộc tay trắng chỉ vào một người đàn ông gầy hơn đứng ngay bên cạnh đại tá Bùi Quang Thận. Mãi sau này, khi đọc những trang sử quân đội nói về buổi trưa hôm ấy, đồng chí Bùi Quang Thận mới biết đó là đại tá Vũ Quang Chiêm, tránh văn phòng phủ Tổng thống. Ông ta lập cập đưa ông Thận qua một hành lang, rồi vào hút sâu mãi phía trong, qua một gian nhà nữa cũng mát như hang đá. Ông ta chọc một ngón tay vào tường, bức tường tự nhiên nứt ra thành một cái phòng bé toen hoẻn như cái toilet. Ba phía đều là tường. Ông ta bước vào, còn đồng chí Bùi Quang Thận thì ngần ngừ, bước vào rồi lại quay ra ngay lập tức. Ông nghi quá, mình đi cắm cờ chứ có đi toilet đâu. Hắn định giở cái trò khỉ gì thế này? Rõ là đồ quỷ thuật. Ông đang suy nghĩ thì gã lắp bắp nói, có vẻ như là thành thật. Dạ thưa, ông vào đi. Đây là cái thang máy, tôi đưa ông đi cắm cờ mà. Nhắc đến tình huống giở khóc giở cười này, ông Thận nhớ lại. Nghe hắn ta nói thế nhưng mà tôi vẫn phải cảnh giác, bởi tôi không có vũ khí trong tay. Tôi bắt gã úp mặt vào tường rồi mới bước vào. Gã lại đưa tay lên, chọc một ngón tay vào cái nút ở trên tường kiểu như là điểm hỏa. Tôi chộp ngay tay hắn. Chỉ chút nữa thì tôi cho gã một quả Phật thủ. Không, không, tôi ấn nút thang máy mà. Gã kêu lên thảm thiết. Cánh cửa lập tức sập lại ngay sau lưng tôi. Bây giờ thì bốn phía đều là tường. Thật chẳng còn hiểu ra làm sao cả. Lên tầng thượng, người của Dương Văn Minh dẫn ông Thận đến cột cờ. Lúc đó ông nhận ra cờ mình bé quá, chỉ là cờ hiệu cắm trên nắp xe tăng. Trong không gian, ở trên đỉnh cái dinh lồng lộng này, nó chỉ như cái mắt mũi. Còn cờ địch thì to lắm, rộng đến mấy chục mét chứ chẳng ít. Lại chẳng buộc rất kỳ công bằng các nút dây thép, chừng 20 phân một nút. Ông gỡ mãi mới được hai nút. Trong khi đó, chiếc xe tăng chở lá cờ lớn được chuẩn bị rất kỹ ấy lại đang ở vòng ngoài,
phải đánh nhau rất dữ dội ở phía trước nên không đến kịp. Nhìn xuống dưới sân dinh, xe tăng và quân ta bắt đầu tiến vào. Thế là ông xé luôn lá cờ ấy, định ném xuống sân. Nhưng nhìn lại, thấy vứt đi thì phí quá. Cái cờ chẳng ra quái gì, nhưng vải thì lại rất tốt. Dày đến mức có thể làm chăn đắp được. Thế là ông cuộn lại, định bụng mang về quê, dùng để lót ổ thay cho rơm dạ hay lá tre khô. Sau đó ông thay lá cờ của ta rồi kéo lên. Đại tá Bùi Quang Thận kể, kéo lá cờ giải phóng lên được một đoạn, nghĩ thế nào lại hạ xuống. Đoạn ghi vào góc cờ, 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, phía dưới ký Thận. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc tòa nhà phủ Khâm Sai lúc đó là niềm kiêu hãnh, là sự cổ vũ vô cùng lớn lao cho khí thế đấu tranh của hàng vạn người dân Hà Nội. Nó minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của dân tộc ta, triệu người như một, nhất tề đứng lên chiến đấu và chiến thắng. Bắt đầu từ đây, một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam ta, của cách mạng nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã ra đời. Đại tá Bùi Quang Thận từng nói, sự kiện cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập của tôi, lịch sử đã ghi nhận. Giây phút ấy thật khó quên trong cuộc đời. Đây là hành động tất yếu của người chiến sĩ ở thời khắc lịch sử thiêng liêng. Bất kỳ ai thời điểm ấy cũng không thể làm khác. Việc làm đó trước hết thuộc về lịch sử dân tộc. 4. Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Năm 2000, Đại tá Bùi Quang Thận nghỉ hưu về sống tại quê nhà. Từ khói lửa binh đao, trên mình còn có những vết thương, những chiến công hiển hách. Đại tá anh hùng Bùi Quang Thận lại trở về là anh nông dân đích thực. Cũng tần tảo cấy lúa, trồng trọt chăn nuôi, bán ga, chữa bình ga cho bà con khu xóm để cải thiện cuộc sống gia đình. Ông Trịnh Quang Hiền, bí thư chi bộ thôn Vạn Xuân Đông kể, là người anh hùng trong chiến đấu, nhưng về với đời thường, anh Thận sống mẫu mực, tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương. Có hôm trời mưa to, cống thoát nước trong khu bị tắc, anh Thận là người đầu tiên giãn tay áo lên khơi thông cống rãnh. Những năm sau này, Đại tá Bùi Quang Thận thường xuyên đến các trường trong địa bàn huyện nói chuyện thời sự, nói chuyện về chiến thắng 30 tháng 4 với tư cách là nhân chứng lịch sử nhằm hun đúc cho thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng cách mạng. Năm 2000, ông về nghỉ hưu, về phụ giúp vợ bán ga. Sáng ra ông mở cửa hàng giúp vợ và đến tận nhà thay ga cho khách. Rồi sau chuyển sang nghề nuôi tôm. Ngày 24 tháng 6 năm 2012, Đại tá Bùi Quang Thận qua đời tại quê hương Thái Bình. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và công tác, Đại tá Bùi Quang Thận đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng nhất, hạng 3, Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ông mất năm 2012. Năm 2013, ông được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đất nước hòa bình, độc lập như hôm nay, lớp lớp thế hệ cha anh đã ngã xuống. Biết bao người lính đã hy sinh một phần thân thể của mình. Biết bao người mẹ mất con, người vợ mất chồng, con thơ mất cha, mất mẹ. Nền hòa bình ấy, dân tộc ta đã phải đánh đổi xương máu, nước mắt, niềm đau của biết bao người. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ nền hòa bình ấy, giữ gìn và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam cả trên đất liền và mọi vùng biển đảo ngày nay trở thành nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi Đại tá Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên Dinh Độc Lập. Các bạn nghĩ sao về Đại tá Bùi Quang Thận? Hãy để lại cảm nghĩ của bạn xuống phía dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.